Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì shop Hoàng Trí xin được review cái độ sáng của đèn L4X lắp vào mặt nạ của Winner. Thì đây là chiếc Honda Winner mà bên mình vừa mới lắp xong cho khách vào khoảng tầm 8-7 giờ đêm. Hôm nay thì chiếc xe đến từ Cà Rông Năng. Đó, biển số E1 Cà Rông Năng, Đắk Lắk. Đây thì vừa rồi bên mình có lắp công tắc bát xin. Đó, công tắc bát xin này mọi người nha. Đây công tắc bát xin. Và cũng như là cái công tắc on off để mà bật tắt đèn khi mà cần thiết nha mọi người. Bật tắt đèn khi mà không cần thiết, kèm theo đó là hai bóng stop Osram, Demi Osram. Ok. Và cái đèn L4X thì được lắp vào chân mặt nạ đây. Đó, bây giờ mình xin review cái độ sáng của L4X và kèm theo đó là những chức năng của cái bát xin SH lắp cho Winner bản cao cấp nhất nha mọi người. Rồi. Thì mọi người thấy là khi mà mình không nổ máy thì và bên này thì không tác động đến công tắc đèn, đó là mình tắt luôn. Bây giờ mình tắt luôn nè mọi người nha. Đó, mình tắt luôn. Ok, khi mà mọi người tắt luôn thì mọi người bật chìa khóa lên và khi đó mình đi ban ngày thì mình có thể bắt xin được. Đó, độ sáng rất là kinh khủng. Xé nát con hẻm luôn. Theo phía trước đó mọi người đã một con hẻm mình lựa cái độ sáng nó cũng khá là tương đối rồi. Khá là tối và hôm nay mình review cho mọi người xem. Bây giờ đầu tiên mọi người không cần bật công tắc. Mình ngồi lên giữa luôn. Đây, bây giờ mình sẽ bắt xin. Đó, độ sáng rất là kinh khủng đúng không ạ? Tỏa rộng đều và sử dụng cái L4X phiên bản đặc biệt. Rồi. Khi mình bật pha, đồng thời đèn L4X sáng luôn. Kèm theo đó là đó, sáng luôn và tắt. Rất là sáng, cực kỳ sáng luôn mọi người nha. Đó, sáng trắng một con hẻm luôn. Việc ban đêm lấy nét thì cũng khá là khó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nổ máy nha mọi người nha. Rồi khi mình đã đổ máy rồi thì mình bắt xin. Rồi mình sẽ nhờ chủ xe bắt xin cho mình để mình quay đối diện nha. Ok, chủ xe bắt xin giùm đây. Rồi mọi người thấy không ạ? Khi mình bắt xin là đèn L4X cũng như đèn pha cốt của đèn zin đều sáng luôn. Đó, là tức là khi mình chưa bật công tắc đèn nha mọi người nha. Khi mình chưa bật công tắc đèn này. Đó, công tắc đèn đang ở vị trí off nha. Ban đêm cho nên là cái việc mình dùng máy ảnh để mình quay cho nên lấy nét rất là khó. Bây giờ mình bật pha luôn. Chủ xe bật pha giùm cho mình ạ. Không bật công tắc đèn. Tắt đèn đủ rồi, bật pha. Đó, thì mọi người thấy là khi bật pha là đèn zin cũng như đèn L4X đều sáng luôn. Tức là khi mình chưa sử dụng đến công tắc đèn nha. Bây giờ mình sẽ tắt hết đi và mình sử dụng lại công tắc đèn, bật cốt đi. Rồi, ok, bật công tắc đèn. Đó, mọi người thấy là Demi lúc này mới sáng và đèn cốt sáng này. Lúc này là đèn cốt sáng và đèn cốt của đèn zin sáng này. Đó. Đèn pha chưa sáng này đúng không ạ? Bây giờ mình bắt xin được coi nào. Đó mọi người thấy không? Phải, mình quay gần cho mọi người xem này. Đèn pha lúc này mới sáng này. Đó. Rất là đẹp. Rồi bắt xin lại rồi. Đó, khi mọi người đi ban đêm thì khi mình bắt xin sáng cả đèn L4X cũng như là cái đèn pha trên mặt nạ khi mình bật công tắc Demi lên. Đó. Cái việc bật Demi lên để mình gắn đèn định vị ban ngày. Để cho mình định vị nó sáng đèn stop phía sau nữa để cho nó định vị. Đó, đây là cái đèn pha hiện tại này mọi người nè. Khi mà mình bật L4X lên thì trắng cả một con hẻm luôn. Rất là mạnh luôn. Thấy chưa? Mọi người thấy không ạ? Rất là sáng, cực kỳ sáng. Đó, đây là cái bộ bát xin mà bản cao cấp nhất của Winner. Đó, rất là sáng, sáng trắng một con hẻm luôn mọi người nha. Phía trước nhìn nó khá là tối mà mình khi mình bật lên là nó sáng luôn. Đó, pha cái độ pha xa khoảng tầm trên dưới 100m. Đó là mình đo thực tế thôi, còn có thể là đi ra ngoài đường trường để có thể xa hơn. Mọi người đi khi mà di chuyển tốc độ nhanh thì có thể là an toàn hơn rất là nhiều. Đây là cái đèn pha, đèn cốt này mọi người nha, cốt của đèn zin nha. Đó, rất là sáng. Thì cái việc mà chúng ta lên đèn chợ sáng đây nhằm mục đích đó là để ta đảm bảo là tính an toàn khi mà mình di chuyển tốc độ cao. Thì khi mà người di chuyển mà cái đèn chợ sáng nó sáng hơn và đảm bảo là khi mình di chuyển tốc độ cao là mình an toàn hơn.
Đó, cho nên là cái việc lắp đèn chiều sáng mà để cho mình đi an toàn đó là việc không dư thừa một chút nào đó nha mọi người nha. Cho nên là mình cũng khuyến khích mọi người là nên gắn cái đèn chiều sáng để mà mình đảm bảo cho cái việc đi xe nó an toàn hơn. Đó, thì hôm nay mình review để cho anh em xem được thực tế cái độ sáng của đèn LED nó như thế nào. Đây là chiếc Honda Winner mình vừa mới làm xong. Đó. Rồi, đá bác xin lại một lần nữa. Hôm nay mình review lại. Đó, rất là sáng, mình nhìn đối diện là có lẽ là lóa mắt luôn. Ok. Đây, mình nổ máy lại nha, mình bật cái đèn code cho mọi người xem. Đây, hiện tại là đèn code nha mọi người nha. Bật pha giùm. Đó, pha trắng, sáng trắng là một con hẻm luôn. Để mình quay xa cho mọi người xem nha. Đó, rất là an toàn. Ok. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là qua video mọi người có thể có một cái nhìn thực tế hơn về cái đèn LED khi mà lắp mặt nạ cũng như là độ sáng thực tế của nó nha. Mình test thử mọi người xem rồi đó. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.